Trời ơi, lâu quá vậy ta. 12 giờ mấy rồi, lời nguyền mà lên ứng thì nó cũng đã xảy ra rồi. Nửa đêm nữa hồn bỏ thầm một mình ở đây. Nãy hấp xăng thì đã đành, thấy bỏ được bỏ hoài. Ủa, alo, Kỳ Phương. Alo, alo, alo. Sao bây giờ anh mới gọi cho em? Sao giờ này anh chưa ra nữa? Anh làm gì trong đó? Chuyện trong đó làm sao rồi? Sao hả? Sao rồi? Anh kể cho em nghe đi. Lời nguyền có xảy ra không? Bây giờ cái chuyện này nó dài lắm nha. Sáng mai anh kể cho nghe. Rồi bây giờ nghe anh dặn nè. Em cứ ở yên trong xe nha. Kéo cái mui bạc của xe trùm lên, ngủ một giấc. Sáng mai em cứ đến. Rồi giả bộ như là em từ thành phố lên kiếm anh nghe chưa? Anh kêu em ngủ một mình nữa hả? Anh giết em đi Kỳ Phương. Em sợ lắm, nó nghĩ sao anh nói vậy hả? Trời ơi, em sao vậy? Bây giờ anh không có ra với em được. Nếu như mà anh ra với em là lộ kế hoạch hết, hiểu chưa? Bây giờ từ đây tới sáng á, cũng còn khoảng 5 tiếng nữa à. Nghe lời anh nha, nhắm mắt ngủ đại cái dèo là tới sáng thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà em sợ. Sợ cái gì? Mới nãy ở trong rừng em còn không sợ nữa mà, mấy cái chuyện này em sợ gì? Vậy nha, nghe lời anh nha. Bây giờ nói nhiều quá không có được đâu, lỡ như người ta nghe thấy á là sùm, hiểu chưa? Vậy đi. Alo, alo. Kỳ Phương, Kỳ Phương. Làm như muốn ngủ là ngủ liền vậy đó. Hát vừa vừa tôi chứ.